Ok và hello cho các bạn, mình Gà đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game là Moonminer 2 các bạn ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiến tới Rebirth 1 các bạn ha. Thì như các bạn biết thì Rebirth 1 bấm vào đây, chúng ta sẽ tốn 100 triệu tiền ha, 100M đi, 100M để chúng ta thấy Rebirth lần đầu tiên. Và nó nói là khi chúng ta Rebirth chúng ta sẽ mất tất cả những cái công cụ chúng ta có, vũ khí ha, cũng như là ba lô mà chúng ta mua bằng tiền. Và cái giá trị quặng á sẽ nhân 2 các bạn ơi. Đây nè, do All Valute sẽ nhân 2 sau khi chúng ta Rebirth ha. Và tất cả những game pass và những con pet chúng ta thì sẽ không bị mất. Và như trong những video trước thì bạn thấy á, là mình đã mua hai cái món đồ bằng robot ha. Là một cái túi Infinite, một cái túi không giới hạn các bạn. Và một cái trái bơm nè, một cái nút nè ha. Cho nên cái việc chúng ta Rebirth là chúng ta có thể cày lại rất là nhanh. Mà số tiền là được nhân 2 nữa. Và mình không biết khi đó thì những cái công cụ của chúng ta có bị tăng tiền hay không ha. Ví dụ đi, ví dụ như các bạn đang thấy là 25 nè, 75 nè ha. Thì sau khi chúng ta Rebirth á, chúng ta sẽ coi cái mức giá của nó. Ok, bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ ha. Cái thanh niên này mình làm tới nhiệm vụ thứ mấy rồi nhỉ, mình không biết nữa. Thì bạn nó có 2300 block và cái giải thưởng bạn là 3400 game ha. Ta-ta-ta-ta-ta. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ gì đây. Cứ tiếp tục làm tăng dần thôi các bạn. Nó kêu mình là 2500 block ha, để 3750 game. Cũng không nhiều lắm các bạn. Rồi ha, bây giờ số tiền bạn đang thấy góc phải trên của mình là 92 triệu rồi. Mình thiếu khoảng 8 triệu tiền nữa ha. Wow, bây giờ mình đi những con ong này cũng khá là mạnh các bạn. Khá là mạnh ha. Ok, đúng được chưa ta? À, chắc là đúng rồi ha. Mình đang sử dụng một cái là cái gì á, Golden Dragon Break các bạn, một hơi thở rồng à. Mà cái gear, cái animation nó cầm hơi kỳ ha. Ok. Ui, sai ta. À, đây mới đúng. Oh wow. Thì bây giờ mình nghĩ là chúng ta phải xuống những cái tầng đất sâu sâu ha. Chắc mình sẽ đào các bạn. Tại vì những cái tầng block ở trên thì cái số lượng block nó khá là ít ha. Cho nên chúng ta sẽ đào khá là lâu. Bây giờ mỗi cái giá trị của một cái block là 2 tiền đúng không? Như vậy là chúng ta phải đào 8 triệu tiền là khoảng 4 triệu block các bạn. Chưa tính cái việc chúng ta ăn những cái quặng nha. Nếu ăn những cái quặng thì tiền sẽ nhiều hơn rồi. Nhưng mà nếu mà theo mặc định đào những cái block không thì chúng ta phải đào khoảng 4 triệu block. Và 4 triệu block á, mà nếu chúng ta cứ đào ở những tầng đất ở trên á, thì nó khá là lâu ha. Khoảng block tới 1.000 các bạn. 1.000 là ok ha. Tại vì block tới 1.000 á, thì nó sẽ... Mấy thanh niên đứng chắn đường quá, mình không thấy được. Có một cách là chúng ta sẽ đào như thế này nè. Nếu bạn muốn xài auto click á, tức là các bạn dùng cái gì đó các bạn đè chuột á, thì các bạn hay để nó ở tầm ngang ngang giữa hai cái block như thế này ha. Đó. Nếu bạn để một block á, thì có thể nó sẽ bị giới hạn và khi đào chút xíu nó sẽ bị dừng ha. Như thế này. Ồ, đây nè. Như vậy nó bị dừng nữa các bạn. Nó sẽ không đào tiếp ha. Cho nên các bạn hãy để nó mé chút xíu như thế này. Thì nó sẽ đào luôn phiên 2 block luôn. Và nó sẽ auto-click cho các bạn luôn ha. Tức là các bạn dùng cái gì đó các bạn đè lên con chuột của mình á. Hoặc bạn nào có những phần mềm auto-click thì các bạn có thể xài ha. Bây giờ mình cứ để cho nó đào xuống khoảng cái block là 1.000 đi. 1.000 thì cái đó cái stone của mình á. Như các bạn thấy hiện tại cái stone mình là 500 đúng không? Và khi mình đào xuống 1.000 thì nó khoảng 1.250 hay là 3.000 gì đó. Rất là nhiều ha. Và sau đó mình sẽ dùng quả nút của mình để mình quăng để kiếm được 4 triệu block ha. Cái quả nút này nè, khi mình quăng một cái thì nó được tới mấy trăm ngàn block lần, khoảng 200 ngàn đó, rất là nhiều á. Như bạn thấy hiện tại mình đã xuống tới gần 400 block rồi. Ok, 400 block rồi ha, độ sau là 400 rồi. Và cái stone của mình có giá trị là 500 ha các bạn ha. Tầng này cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà mình muốn xuống tới tầng 1.000 luôn. Tại vì tầng 1.000 nó gấp đôi cái số này các bạn. Và cái sức công phá của quả nút của mình ha, nó vẫn như vậy thôi. Thì cái việc chúng ta sẽ khai thác toàn bộ cái tiềm năng của quả nút sẽ nhiều hơn. Cái việc đi xuống sâu cũng rất là nhanh các bạn. Và có một cái mình có gợi ý trong server Discord của cái tựa game này nè, là thêm vào một cái game pass là Teleport ha. Có thể các bạn sẽ nghĩ nó hơi giống cái tựa game là Mining Simulator, nhưng mà mình nghĩ game pass đó là hợp lý. Bởi vì á, mà khi chúng ta đang đào xuống một độ sâu nhất định ha, với cái số block nó khá là nhiều rồi, thì cái việc chúng ta quay trở lại cái chỗ này nó khá là khó các bạn. Wow, không còn số 1.000 các bạn ơi, mình xuống tới tầm khoảng 500 block ha, là mình đã tới cái tầng stone là 1.250 rồi. Wow, rất là nhanh ha. Như vậy mình sai lầm rồi, hình như là xuống tới 1.000 là nó lên tới Stone 3.000 thì phải. Một cái lock stone là tới 3.000 ha. Thì mình nói lại cái việc hồi nãy là mình nói về cái game pass là cái teleport ha. Bởi vì trong tựa game này cái quặng nó cũng không có san sát nhiều như những tựa game đào khác. Như thế các bạn thấy không? Nó khá là thưa với nhau ha, và số tiền cũng không nhiều nữa. Và cái bản đồ nó kiểu như là khá là rộng các bạn. Cho nên mà nếu mà chúng ta mà đem lên bán làm nhiệm vụ như thế này nè ha, mà đem lên bán á, thì khi mà chúng ta kiếm đường xuống rất là khó. Cho nên á, mình nghĩ là cái việc mà cái game pass teleport rất là cần thiết ha. Ok, xuống đây mình nghĩ là ok nè, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của Anus. Bây giờ là 700 ngàn đúng không? No. Đúng. 800 mấy chục ngàn các bạn.
Và các bạn thấy là balo mình vẫn đang tăng liên tục đúng không? Tại vì mình có những con ong ha. Những con ong là những cái cron các bạn. Ok, cứ quăng như vậy thôi. 4 triệu block nha các bạn. Bây giờ khoảng 3.8 triệu thôi, nhưng mà mình cứ làm trò là 4 triệu block đi. Và cái tầng ở đây nó cũng không có nhiều các bạn ơi. Có lẽ chúng ta sẽ đi xuống sâu chút xíu ha. Wow, thiệt ra thì đúng là cái cách mà chúng ta đào như thế này các bạn. Nếu xài autolic á, mình nói lại một lần nữa ha, thì chúng ta hãy đào nghiêng nghiêng như thế này nè. Chứ các bạn đừng xài như là mining á, đưa con chuột thẳng từ trên xuống, đưa camera từ trên xuống á, thì nó sẽ bị kiểu như bị lắc ha. Cái lửa hái bằng vàng của mình á, thì mỗi lần nó khai thác sẽ là như 1250 luôn. Nó tương đương với một cái block này luôn ha. Nên cái việc đào rất là nhanh. Đào mà không ngừng nghỉ luôn các bạn. Cứ tua ha, và cứ rớt xuống thôi. Nó vẫn chưa xuống tới cái stone 3000 ha. Mình nghĩ là chắc là khoảng 1000 block rồi. Tại vì hôm qua mình cũng có vào cày game này để lên 92 triệu nè. Nhưng mà mình chơi nó hơi khuya ha. Kiểu như mình buồn ngủ, mình không nhớ cái số block là bao nhiêu. Chắc là xuống 1000 các bạn. Ok. Và bây giờ là cái ba lô mình đã sức chứa là cũng gần 3 triệu rồi ha. Rất là nhanh, 970 rồi. Và cái tựa game này á, có tất cả là 5000 block các bạn. Còn cái tựa game Mining Simulator mình không biết cái giới hạn đó là bao nhiêu. Nhưng mà cái tựa game này á, cái nhà phát hành game nói là tới 5000 block nha. Không biết chúng ta có thể đào xuống tới 5000 block hay không ha. Ok, thì bây giờ các bạn thấy nè, là mỗi cái stone của mình á, là tới 3000 nha. Đó, bây giờ ha, mình sẽ quăng qua nút này ra. Và bây giờ sẽ không phá qua nút này, nó cũng hơi bị hạn chế chút xíu. Đó, các bạn thấy chưa, nổ một lần mà nó vẫn không bị banh nè. Phải nổ khoảng 2 lần, 3 lần gì đó. 2 lần vẫn không bị banh nè. 3 lần ha. Nổ đi. Đó. Thì 3 lần là nó nổ nè. Còn cái lưỡi hái của mình thì đào cũng rất là nhanh thôi, như thế này. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sẽ dùng quả nút các bạn. Cho bạn xem. Bây giờ là 3.8 triệu rồi. Nổ 4 triệu. Mỗi lần nổ là khoảng 200.000 block nè. Rất là nhiều. Ok. Cứ đào thôi, tranh thủ đào ha. Mình nghĩ mình sẽ mua thêm một cái con cron nữa các bạn. Không biết con cron có mất hay không ta. Con cron phải là pet không nhỉ? Mình đang xài con pet này nè, thì nó không mất đâu ha. Mà không biết là cái cron nó mất hay không. Mình đang có 5 con ong. 5 con ong cũng khá là nhiều. Rồi ha, bây giờ là cũng là 6 triệu block rồi các bạn. Rồi 6 triệu 2 luôn rồi. Mình sẽ bay lên mình bán ha. Bán đi ta rebirth nè. 6 triệu 2 block. Bán 12 triệu tiền các bạn ơi. Wow, khoan để lại coi bạn xếp hạng đã. Bạn xếp hạng á, về bên cái phần tiền á, thì đứng đầu vẫn là cái thanh niên cũ ha, Killer, và có số tiền là 4.49 tỷ các bạn. Đây, mình có 5 con ong đây. 1, 2, 3, 4, 5 ha. Top Rebirth là, Rebirth top 1 là 18. What the hell. Top 10 là Rebirth 4 rồi các bạn ơi. Holy moly. Nó Rebirth 4 rồi. Trời ơi. Khó khăn vậy. Từ từ mình trả nhiệm vụ đã. Nó rebirth tới 4 rồi các bạn ơi. Dã man. Gì đâu, mới có 1-2 ngày mà nó rebirth từ 1 lên 4 rồi. Gì kìa. Đó, thì sau khi rebirth là chúng ta sẽ mọi thứ nhân 2 ha, tức là giá trị mỗi cái block là được 4 tiền. Bây giờ ha, chúng ta sẽ rebirth lần đầu tiên các bạn. Ta-ta-ta-ta, 100 triệu. Pam pam pam. Yeah, chúng ta đã được một cái danh hiệu là rebirth 1 rồi các bạn ơi. Haha. Rebirth 1, và chúng ta đang có một cái ba lô gì đây. Và chúng ta đang có một cái ba lô là 50 à. Dã man nhỉ. Mình tưởng là bây giờ vẫn rebirth 1 các bạn. Nhưng mà rebirth 4 rồi. Bạn xếp hạng chỉ có top 10 thôi. Ok. Chúng ta sẽ vào, chúng ta sử dụng cái gì đây. À, hiện tại thì như bạn biết thì video trước mình có mua một cái là 2 Pix A ha. Cho nên cái công cụ này vẫn tốt các bạn. Và chúng ta có một cái Infinite Backpack. Đó. Maximum luôn. À, quả nút mình đâu. Quả nút mình đâu. Ok. Đó. Rebirth 1 và chúng ta vẫn còn đồ ha các bạn ha. Chả mất mát gì cả. Mà sao mình không coi được những người xâm server nhỉ? Nằm đâu ta? Không có luôn. Ok. Rebirth lần 2 chúng ta sẽ tốn 125 triệu tiền ha. 125 triệu tiền, nó hơn có 25 triệu tiền thôi. Như vậy tại sao nó lại giới hạn cái rebirth đầu tiên khá là nhiều, 100 triệu các bạn. Trong khi rebirth lần 2 mình tưởng phải 200 triệu ha, nó chỉ tăng có 25 triệu thôi. À quên nữa, bây giờ mình sẽ coi cái dụng cụ có lên tiền hay không ha. Dụng cụ không lên tiền. Wow. Ngọn nãy dụng cụ không lên tiền các bạn ơi. Dụng cụ mà không lên tiền á thì mình có thể sở hữu được những cái công cụ gần cuối ha. Bởi vì bây giờ wow, mình nổ tù lum nha. Bây giờ mình không biết cái chỗ xuống hồi nãy của mình đâu luôn. Bởi vì bây giờ như mình nói là cái số tiền mình kiếm khá là nhanh rồi. Mình sẽ bơi ha. Như vậy rất là lâu các bạn ơi, mình sẽ đi kiếm cái con đường hồi nãy. Nãy mình chui đường nào vô ta? Mình phải đi xuống được cái vị trí của mình hồi nãy. No. Ai cho tôi lương thiện đây? Bên đây đúng không? Kiếm con đường đi xuống nào.
mình mà đi xuống dưới được là mình sẽ ở dưới luôn các bạn. À hình như ở đây đúng rồi. Ồ hình như là mình kiếm được cái con đường nãy mình xuống rồi. Ui chúng ta đang rơi tự do các bạn ơi. Holy moly, wow. Rơi tự do nào, rồi xong. À chưa, bên này mình đúng. Hình như mình đang đi đúng đường các bạn. Chỗ này nãy mình đào ở đây nè đúng không? Ok, yay, chúng ta lại đi xuống dưới lòng đất rồi. 1000 block. Deep tăng rất là nhanh luôn. Wow. Đây nè các bạn ơi, chỗ này mình xuống nè ha. Ngon lành. Rồi mình sẽ dùng quả nút ha. Quăng. Số 2 các bạn ơi. Quăng quăng quăng. Ok, mỗi lần quăng là 100.000 ha. Bây giờ mà mình muốn đạt con số 100 triệu tiền như hồi nãy á, mình chỉ cần đào 25 triệu block thôi. Bởi vì một block bây giờ mình đã có giá trị là 4 tiền rồi. 25 triệu block, wow. Tức là khoảng tầm 30 triệu, 30 mấy triệu block á, là mình có thể rebirth lần tiếp theo ha. What the hell? Holy moly, đang đào nó sập rồi các bạn ơi. Công sức của mình. Công sức của mình nãy giờ đào. Dạ mang chưa? Mới được có 4 triệu block thôi. 4 triệu block mà nhân cho 4 tiền chắc khoảng 16 triệu tiền ha. Như bạn thấy hiện tại góc phải trên mình là chưa có tiền nào hết. Bởi vì mình vừa mới rebirth mà, bây giờ mình sẽ bán nào. 4 triệu block. Đấy, như bạn thấy chưa? Rất là y chang luôn. 16 triệu tiền ha. Dạ. Yeah. Và cái việc mà nó ờ quên nữa. Hình như mình mất con ong rồi thì phải. Mình mất con ong rồi. Mình chỉ còn một con ong thôi, tại vì một con ong mà mình mua trong cái game pass như các bạn coi video trước á, game pass tổ ong ha. Một cái game pass 400 Robux ha các bạn ha. Ủa sao mà con ong thứ hai lại tới 5 triệu mấy tiền ta? Nhìn mắt vậy. Ồ, cái bảng xếp hạng này nó thay đổi liên tục luôn các bạn. Các bạn lo các bạn sẽ thấy nó sẽ cập nhật cái số tiền ha. Ok thì đó là nội dung video này ha, và trong video này mình đã đạt được cái mốc rebirth lần đầu tiên các bạn. Và nếu các bạn muốn mình đua top trong tựa game này và cái video sau thì mình sẽ có tên trên bảng xếp hạng top rebirth ha, thì hãy comment bên dưới. Và nếu video này trên 1000 like ha thì trong video tiếp theo chúng ta sẽ có tên gà công nghiệp ở trên cái bảng xếp hạng top rebirth của tựa game này nha các bạn. Và đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha, và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.